Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ tư 25 tháng 9 đã có hơn 20.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các tín hữu, có một số tu sĩ của các dòng đang tham dự tổng tu nghị tại Roma. Đặc biệt là có 80 nữ tu dòng Saint Paul -de trong đó cũng có một số sơ Việt Nam tiếp tục loạt bài giáo lý về sách tông đồ công vụ. Tuần này, Đức Thánh Cha nói về Phó Tế Stefano, thánh tử đạo tiên khởi của giáo hội. Trước hết, Ngài là một Phó Tế, chức vụ được các tông đồ thiết lập để phục vụ cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chiều kích phục vụ của chức phó tế, không phải ở bàn thờ nhưng là trong cộng đồng. Đức Thánh Cha cũng đề cao gương tử đạo của Thánh Stefano, phó thác sự sống trong tay Chúa và tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Đây chính là căn tính của các ký tơ hữu Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với nhận xét rằng trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca thuật lại sự lan rộng của lời Chúa và cả những vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn giáo hội sơ khai. Cộng đoàn không chỉ chào đón người Do Thái mà cả người Hy Lạp, những người đến từ cộng đồng hải ngoại với văn hóa và sự nhạy cảm của riêng họ và họ cũng thuộc một tôn giáo khác nữa. Việc sống chung là tạo nên một sự hài hòa mong manh và bấp bênh. Bất đồng tệ nhất phá hoại cộng đoàn chính là bất đồng sầm xì to nhỏ, nói xấu, người Hy Lạp lầm bẩm phàn nàn vì cộng đồng thiếu quan tâm đến các bà quá trong nhóm của họ. Trước vấn đề này, các tông đồ độ hành động như thế nào? Các ngài bắt đầu một quá trình phân định bao gồm việc xem xét kỹ càng các khó khăn và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp. Họ tìm được cách giải quyết bằng cách phân chia các nhiệm vụ khác nhau để có được sự tăng trưởng an bình trong toàn xã hội và để tránh lơ là sự phát triển của tin mừng cũng như việc chăm sóc những thành viên nghèo khổ nhất. Các phó tế được thiết lập là để phục vụ. Trong giáo hội, phó tế không phải là linh mục hạng hai. Phó tế không phải là để phục vụ bàn thờ, nhưng để phục vụ. Đó là người coi sóc các công việc của giáo hội. Khi một phó tế rất thích phục vụ ở bàn thờ, thì đó là sai. Sự hài hòa giữa việc phục vụ lời Chúa và việc phục vụ bác ái là chất men làm cho thân thể giáo hội phát triển. Trong số bảy phó tế, Stefano và Philippe nổi bật cách đặc biệt. Stefano rao giảng tin mừng với sức mạnh và sự thẳng thắn, nhưng lời nói của Ngài gặp phải sự kháng cự ngoan cố nhất. Không tìm được cách nào để khiến Ngài bỏ cuộc, các đối thủ của Ngài chọn giải pháp tầm thường nhất để tiêu diệt một con người, đó là vu khống hoặc làm chứng gian. Chúng ta biết rằng vu khống giết hại người khác. Chứng ung thư quái ác này xuất phát từ mong muốn hủy hoại danh tiếng của một người cũng tấn công phần còn lại của cơ thể giáo hội và gây thiệt hại nghiêm trọng khi vì lợi ích nhỏ nhặt hoặc để che đậy khiếm khuyết của mình, người ta liên minh để bôi nhọ ai đó. Thánh Stefano bị dẫn vào thượng hội đồng và bị buộc tội bởi các chứng gian. Người Do Thái đã làm như vậy với Chúa Giêsu và người ta cũng sẽ làm như thế với tất cả các vị tử đạo. Trước Thượng Hội đồng, để bảo vệ mình, Thánh Stefano lược lại lịch sử Thánh, một lịch sử quy hướng về Chúa Kitô. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu chết và sống lại là chìa khóa cho toàn bộ lịch sử của Giao ước. Trước lịch sử tràn đầy ơn Thánh này, Thánh Stefano can đảm tố cáo sự giả hình mà chính các ngôn sứ và Chúa Giêsu đã tố cáo. Ngài nhắc với họ lịch sử. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đến công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Thánh Stefano không dùng những lời nữa vời, nhưng nói rõ ràng, nói sự thật. Điều này khiến những người nghe phản ứng dữ dội và ngài đã bị kết án chết, bị ném đá. Nhưng Ngài đã bày tỏ sự sẵn sàng thực sự của người môn đệ Chúa Kitô. Ngài không tìm kiếm cách thoát thân, không cầu cứu những người có thể cứu mạng sống mình, nhưng đặt cuộc sống của mình trong tay Chúa và lời cầu nguyện của Ngài trong giây phút ấy thật là đẹp. Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con và Ngài chết như một người con của Chúa bằng cách tha thứ. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội lỗi này. Đức Thánh Cha khẳng định. Queste parole di Stefano ci insegnano che non solo i bei discorsi a rivelare la nostra identità dei figli di Dio, ma solo l'abbandono della propria vita nelle mani del Padre e il perdono perché ci si offende, ci fanno vedere la qualità della nostra fede. những lời này của thánh stefano dạy chúng ta rằng không phải là những bài diễn văn chứng tỏ căn tính con thiên chúa của chúng ta mà chỉ có sự phó thác cuộc sống của chính mình trong tay chúa cha và sự tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta giúp chúng ta nhận ra những phẩm tính đức tin của mình Cảm ơn.